xin được giới thiệu máy cưa ngang ben hơi mã hiệu WM18. Tổng thể máy gồm một thân máy ở giữa và hai bàn đỡ phôi ở hai bên. Tổng chiều dài làm việc là 3m2. Đây là máy cắt ngang ben hơi lưỡi dưới. Đây, chúng ta có thể thấy lưỡi cưa của máy ở trong đây. Đây là cắt ngang ben hơi cho nên là máy được cung cấp đường hơi. Đó. Để cái ben trên này nâng lên hạ xuống nhằm giữ phôi trong khi cắt. Đấy, và mỗi khi cắt thì người thợ sẽ đạp vào phần cóc ở đây. Đấy, để cho hơi xuống. Khi đạp vào rồi thì ben sẽ hạ xuống để giữ phôi và lúc đó thì lưỡi cưa lúc đó mới đưa lên để cắt, cho nên là đảm bảo rất là an toàn. Trên bàn điều khiển cũng rất đơn giản, có công tắc khởi động, công tắc dừng lại, đèn báo hiệu, công tắc khẩn cấp và công tắc để bật tắt đường hơi cung cấp cho máy. Đấy. Tại đây là có công tắc để dừng khẩn cấp, trong trường hợp mà nguy hiểm có vấn đề gì thì chỉ cần đạp vào đây là có công tắc hành trình bên dưới sẽ ngắt hoạt động của máy. Phía trên cũng có một công tắc tương tự như vậy, trong khi vận hành máy nếu như có vấn đề gì xảy ra khẩn cấp mà kẹt tay hay là gì đó ở đây thì chúng ta thấy lưng cái thanh lên là máy sẽ tự động dừng lại, không hoạt động nữa. Chạy điện 3 pha với motor 5,5 ký tương đương với 7,5 sức ngựa. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động máy thử. Sau đó đạp ben hơi lên dưới. Tôi sẽ luồn qua, ở bên đầu này sẽ có cước. Cước này sẽ đo được cái khoảng cách cần thiết để cắt.